Diễm Thi và Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Xin mời quý vị đến với bản tin đầu giờ sáng thứ năm ngày 23 tháng 6 với các tin đáng chú ý. Việt Nam thắt chặt việc tuyển dụng lao động nước ngoài. Nhà bất động chứng kiến ngài vị vị được Bắc Kinh tạm tha. Kính thưa quý khán thính giả, kể từ ngày 1 tháng 8 sắp tới, việc đưa lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc sẽ chỉ được chấp nhận sau khi không thể tuyển được công dân Việt Nam điều khoản này trong nghị định sửa đổi bổ sung về vấn đề tuyển dụng quản lý người nước ngoài làm việc tại việt nam vừa được thủ tướng nguyễn tấn dũng ký ban hành nghị định có các điều khoản ràng buộc cụ thể với việc đưa lao động nước ngoài vào làm việc tại các gói thầu mà nhà thầu nước ngoài trúng thầu quy định mới nhằm tránh lập lại sự kiện có cả trăm ngàn công nhân và chuyên gia trung quốc làm việc tại các dự án mà người trung quốc trúng thầu epc chưa nói tới vấn đề người lao động Việt Nam bị mất cơ hội việc làm, vấn đề an ninh quốc phòng từng được nhiều tướng lãnh đã nghỉ hưu lên tiếng báo động. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Việt Nam vừa đề xuất gói đề xuất trợ giúp miễn giảm thuế thu nhập có thời hạn lên thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản. Gói thể lệ này đề nghị miễn thuế cho những người thu nhập ở khoảng trung bình có một và hai người phụ thuộc, đồng thời nâng gấp đôi thuế thu nhập vãng lai. Bộ Tài chính xác định đề xuất miễn giảm thuế có thời hạn một năm là nhằm giúp đỡ các đối tượng làm công ăn lương trong bối cảnh lạm phát vật giá tăng quá cao. Thưa quý vị, hai bộ hài cốt có thể là của các quân nhân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã được đưa về Hoa Kỳ hôm thứ Tư. Nghi lễ hồi hương di cốt được thực hiện ở Đà Nẵng sau khi đợt tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam vừa kết thúc. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết một trong hai bộ di cốt có thể là của một binh sĩ đã chết khi một tàu đổ bộ bị chìm ở vùng gần bờ biển Thừa Thiên Huế năm 1970. Tổng cộng 11 binh sĩ Mỹ mất tích trong vụ này, nhưng cho đến nay mới chỉ tìm được thấy một bộ di cốt. Bộ di cốt thứ hai có thể là của một binh sĩ Mỹ chết năm 1968 ở tỉnh Quảng Trị khi hầm trú ẩn bị nổ. Cùng ngày, thưa quý vị, hai cốt của 11 bộ đội Việt Nam tử trận ở chiến trường Campuchia cũng được chuyển về Việt Nam. Ông Thuos Marin, tỉnh trưởng Kampong Chanang xác nhận tin này hôm nay. Cho tới nay, tỉnh Kampong Chanang đã tuyển giao tổng cộng 242 cốt của bộ đội Việt Nam. Những binh sĩ này được cho là đã tử trận vào năm 1979, khi quân đội Việt Nam vượt biên tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ và sau đó lưu lại xứ Chùa Tháp tới 10 năm. Campuchia cho phép Việt Nam tìm kiếm và thu hồi hài cốt bộ đội, đồng thời cũng thỏa thuận cho Hoa Kỳ thăm dò tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Họa sĩ Ngãi Vị Vị, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Trung Quốc, đã được trả tự do tạm hôm thứ Tư sau hơn 3 tháng bị giam giữ. Truyền thông Trung Quốc loan tin ông Họa Ngãi, 54 tuổi, được tạm tha vì có bệnh mãn tính và đã nhận tội trốn thuế. Ông đã phải đóng một số tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra. Theo AP, ông Ngãi Vị Vị đã về tới nhà và cho biết sức khỏe vẫn ổn định sau thời gian bị giam giữ. Nhà bất đồng chính kiến bị bắt tại phi trường Bắc Kinh ngày 3 tháng 4 vừa qua. Vụ bắt giữ ông làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu, lên án Trung Quốc đàn áp thành phần bất đồng chính kiến. Về vấn đề trốn thuế, tương tự như blogger điếu cày bị kết án ở Việt Nam, gia đình ông Ngãi Vị Vị phủ nhận cáo buộc này và khẳng định ông chỉ là nạn nhân của chiến dịch đàn áp vừa nói. Vừa rồi là bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Cũng xin thưa với quý vị là tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com gạch chéo Arabavietnamese. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.afa.org. Diễm Thị và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.